Chỉ có thể là yêu. Chị Gió mang tôi đến đây, anh có phiền không? Anh Nhện, anh có nghe tôi nói gì không? Không, không có gì. Cô cứ ở lại đây làm bạn với tôi cho đỡ buồn. Cảm ơn anh. Nàng đâu rồi? Nàng ấy đã bị gió cuốn đi rồi. Cậu nói sao? Nàng ấy đã đi rồi ư? Trời ơi, sao nàng lại bỏ ta đi thế? Nhện kia, Thần đã hiển linh. Người thấy đau lòng khi gió mang giọt sương đi sao? Thưa vâng ạ, con đã phải lòng nàng ấy. Bây giờ nàng đi rồi, con thấy mất mát và trống trải vô cùng. Ngươi cảm thấy trong nhân gian thứ quý nhất là gì? Quý nhất chính là cái không có được và đã mất đi ạ. Ngươi là một con nhện đặc biệt, nên có thể nói là đã trải qua tu luyện và cũng là đệ tử của ta. Nay thấy ngươi đau khổ như vậy, ta không đành lòng nên ban cho ngươi một đặc ân. Ta cho ngươi một lần sống vào cõi người, được sống trong tình yêu để biết được thứ gì là quý giá nhất. Các vị, con trai tôi, Vương Tư, vừa đổi trạng nguyên nên tôi mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người hãy tự nhiên nhé. Chàng đây rồi, người trong mộng của ta đây rồi. Tiểu thư Minh Nguyệt, nàng ấy đến đây làm gì? Tại sao đến kiếp này ta vẫn không có được người mình yêu? Tại sao chứ? Châu Nhi, công tử Trần Bình đến tìm con kìa. Cậu ấy có vẻ thích con lắm. Mẹ mau bảo chàng ấy về đi. Người con yêu là Vương Tư mà. Vương Tư và tiểu thư Minh Nguyệt sắp thành hôn rồi. Con vẫn chưa biết gì sao? Sao cơ? Châu Nhi, con đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi. Dậy uống chén canh đi con. Con không muốn ăn, mẹ hãy mang đi đi. Con à, mẹ thấy công tử Trần Bình là một người tốt. Sống bên cậu ấy, con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Vừa nghe tin con bệnh, cậu ấy đã tức tốc đến thăm đấy. Mẹ đừng cho chàng ấy vào, con không muốn gặp ai cả. Con chỉ muốn một mình thôi. Một thời gian sau. Con à, sao con lại dại dột để đến mức bề mang thế này? Con tỉnh lại đi. Châu Nhi, Châu Nhi, nàng sao rồi? Nó cứ bề mang thế này từ hôm qua, ta sợ nó không qua nổi. Châu Nhi, nàng có biết ta đã thầm yêu nàng từ rất lâu rồi không? Mong ước cả đời của ta là được lấy nàng làm vợ. Nàng mau tỉnh lại đi. Nhện kia, ngươi còn nhận ra ta không? Ngài là... Phải, còn nhớ cách đây 18 năm trước, ngươi từng là một con nhện phải lòng giọt sương kia và đau khổ khi nó bị gió cuốn đi không? Còn nhớ chứ, chính ngài đã ban cho con một ơn huệ để kiếp này trở thành Châu Nhi. Nhưng tại sao con vẫn không có được tình yêu của mình? Vương Tư có khác nào giọt sương kia đâu. Đúng, Phương Tư chính là giọt sương. Nhưng ngươi có từng nghĩ giọt sương là do ai mang đến cho ngươi không? Chính là gió. Gió mang sương đến rồi lại mang đi. Tiểu thư Minh Nguyệt chính là gió. Sương thuộc về gió, cũng như Phương Tư thuộc về tiểu thư Minh Nguyệt. Anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn đi qua cuộc đời ngươi mà thôi. Còn Trần Bình chính là cái cây nhỏ trước miếu. Anh ta đã yêu ngươi, lặng lẽ ngắm nhìn ngươi cả nghìn năm qua. Tại sao ngươi không biết trân trọng mà phải đau khổ vì một thứ thoáng qua như thế? Con... Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà chính là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Thần... Nếu như nàng chết đi rồi, ta cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa.
Nàng đã tỉnh rồi sao? Trần công tử, xin đừng làm chuyện dại dột. Chàng yêu thiếp như thế, nhất định thiếp sẽ không phụ lòng chàng. Hoa cỏ mây. Thưa tiểu thư, hôm nay ông bà chủ sẽ mở bữa tiệc khoản đãi khách quý. Mời tiểu thư nhanh chóng trang điểm thật xinh đẹp lộng lẫy để ra mắt ạ. Lại là một bữa tiệc ra mắt, ta không thích chút nào. Sao cha mẹ cứ bắt ép ta? Họ biết trái tim ta đã dành cho người khác rồi. Chàng sẽ rất buồn khi biết tin này. Chén này con xin kính mời hai bác. Hy vọng rằng con sớm được về làm rể của hai bác. Còn chén này mời nàng uống cùng ta. Chẳng bao lâu nữa chúng ta đã về một nhà rồi. Kìa, con hãy nhận lấy tấm thịnh tình của ngài ấy đi. Cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng tôi không thể lấy ngài được. Như thế này là sao? Con nói thế là sao? Con vẫn muốn lấy tên nghèo kiết xác đó. Con xin lỗi cha mẹ, nhưng con không thể lấy người mà con không yêu. Con cái bất hiếu, nuôi nó lớn bằng tầng này mà nó dám cãi lại cha mẹ như vậy sao? Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi. Không sao đâu hai bác, cô ấy còn trẻ, nông nổi bồng bột, chạy theo tình yêu phù phiếm là chuyện đương nhiên. Tôi tin cô ấy sẽ phải nghĩ lại. Con kính chào hai bác, con đến đây để xin hai bác được cưới cô ấy về làm vợ. Anh muốn hỏi cưới con gái ta? Ta không bao giờ gả con gái cho một kẻ nghèo hèn. Cha, anh ấy có gì không tốt? Anh ấy chăm chỉ, thật thà, tốt bụng và yêu thương con. Con si mê đến mù quáng rồi. Nếu con chấp nhận chịu sống trong cảnh cơ cực nghèo khổ đến suốt đời thì hãy lấy nó đi, lúc ấy mới sáng mắt ra. Con tin con sẽ hạnh phúc, thưa cha, con sẽ lấy anh ấy. Con sẵn sàng chấp nhận? Vâng, con muốn sống vì tình yêu chứ không cần những thứ vật chất xa hoa. Được, hãy làm những gì con muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con rể ta. Hãy đi khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy con nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để làm ăn sinh sống, không ai biết chúng ta cả. Vâng. Dạo này nàng gầy quá. Từ một tiểu thư khuê các, nàng đã thành một người phụ nữ lam lũ rồi. Ta xin lỗi vì đã để nàng phải cực khổ. Được sống cạnh chàng là niềm hạnh phúc nhất của thiếp rồi. Nàng nói thế, ta càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Không được, có lẽ ta phải đi làm ăn xa một chuyến. Chàng định đi đâu? Bỏ lại thiếp một mình ở nhà sao? Ta cũng đâu muốn như vậy, nhưng cứ sống thế này thì khổ quá. Mấy ngày sau, ta sẽ đi làm ăn xa một thời gian. Ta quyết tâm đem lại cho nàng cuộc sống đầy đủ. Một năm sau, ta sẽ trở lại. Hãy đợi ta. Chàng đi cẩn thận, nhanh chóng trở về với thiếp nhé. Người con gái ở nhà dệt vải, trồng rau, nuôi trong mình niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt. Chàng sẽ trở về. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Thời gian cứ đằng đẵng trôi đi. Nàng vẫn không nhận được tin tức của chồng. Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi làm nàng ngày càng trở nên sơ sát, héo hon. Tình yêu, niềm tin vào người chồng thật thà, tốt bụng khiến nàng quyết định đi tìm chàng với ước mong về một ngày mai đoàn tụ. Nàng đeo tay nải ra đi, đi đến đâu cũng hỏi về tung tích người chồng yêu quý. Nhưng tình yêu, niềm tin và hy vọng của nàng cuối cùng chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu, xua tay. Người vợ ấy dù đã biến thành một loài hoa, vẫn cố nương theo gió bay đi thật xa để tìm hình bóng chồng mình. Mỗi lần có khách đi đường ngang qua, nàng vẫn cố gắng níu bám vạt áo họ để hỏi thăm tin tức về người mình đang chờ đợi. Người ta gọi đó là hoa cỏ mây.
như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của yêu thương bất diệt. Kiko tinh nghịch. Chị Lily, có chuồn chuồn ớt kìa, em muốn bắt chuồn chuồn ớt. Không được, nguy hiểm lắm. Những cái gai hoa hồng sẽ đâm vào em đấy. Với lại em sẽ bị rơi xuống đất. Chị sợ thì để em. Tại chị đấy, con chuồn chuồn bay mất rồi. Em còn trách chị hả? May mà chị kéo em lên kịp, không thì... Lo gì chứ? Có bác đất ở dưới rồi, rơi xuống em cũng không sao. Dạ, mật ong rừng thơm ngon thật, khó khăn lắm mới mua được, phải cất đi dùng dần mới được. Wow, mùi mật ong thơm quá, chắc là ngon phải biết, hay là thử ăn một ít xem sao. Kiko, không được, chúng ta đã được ông chủ tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ mà em còn ăn uống là sẽ làm mồi cho lũ chuột đấy. Ăn một ít thì có sao đâu. Lũ chuột đánh hơi nhanh lắm, em ăn một ít thì bọn chúng cũng ngửi thấy, nguy hiểm lắm. Thế thì thôi, em không ăn nữa là được chứ gì. Ừ, như thế sẽ tốt cho em hơn. Ha, đợi lúc mọi người đi ngủ, mình sẽ lén ăn một ít mật ong. Lúc ấy chị Lily cũng chẳng thể ngăn mình được. Thật là một ngày làm việc mệt mỏi. Nào các con, chúng ta đi ngủ thôi. Vâng ạ. Mọi người đã ngủ say cả rồi, mình phải đi thử mật ong mới được. Wow, mật ong ngon quá, đã thật. Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi. Này, anh nhắc, anh có ngửi thấy mùi gì thơm của anh đây không? Ừ, đúng thật. Chúng ta cứ lần theo hướng có mùi thơm này sẽ phát hiện ra thôi. Anh nhắc, tôi thấy rồi, mùi thơm ở đằng kia kìa. Chán thôi. À, có chuột mẹ ơi, cứu con. Các con mau núp ra sau lưng mẹ, để mẹ xử lý. Ghê nhỉ. Hai anh chuột, đêm hôm thế này, sao các anh quấy phá giấc ngủ của chúng tôi? Các anh làm như vậy là không được đâu. Có gì mà không được? Chúng ta đi đâu, làm gì là việc của chúng ta? Các ngươi có quyền gì mà cấm cản? Anh chuột nhắc, hôm nay phải cho chúng một bài học mới được. Mẹ! Lần này tha cho các người, lần sau thì đừng có hòng. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao đâu, các con đừng lo. May mà chúng con kịp thời kéo mẹ lên, không thì e rằng sẽ có chuyện lớn mất. Con xin lỗi mẹ. Nếu con nghe lời chị Lily không nên ăn mật ong, thì lũ chuột sẽ không tìm tới. May mà mẹ không sao, không thì... Con biết vậy là tốt. Trước khi làm bất cứ việc gì, con phải cẩn thận suy xét để tránh gây tai họa cho mình và người khác. Vâng, con hiểu rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.